Chủ đề 1000 ngôi chùa đẹp ở Việt Nam mở đầu với địa tạng Phi Lai Tự, ngôi chùa mà bất cứ ai cũng nên một lần đặt chân đến để tận hưởng cảm giác bình yên tự trong tâm. Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự tọa lạc tại thôn Ninh Trung, Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam, cách Hà Nội khoảng 70 km. Thời gian gần đây thu hút rất nhiều bạn bè, du khách trong nước và quốc tế nhờ kiến trúc đẹp gợi lên cảm giác thanh tao, thoát tục. Đường đến ngôi chùa này khá rộng rãi, rất đẹp và dễ đi. Để đến được đây, du khách chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng lái xe là đến tận cửa chùa. Có thể chọn đi ô tô hoặc xe máy. Vị trí chùa ở trên một ngọn đồi, không gian rộng và bằng phẳng nên có hẳn một bãi xe lớn. Vì thế du khách có thể an tâm lái ô tô để đến đây. Từ bãi đỗ xe, đi bộ thêm một đoạn 1 km là đã đến ngay ngôi chùa có kiến trúc đẹp, không gian bình lặng bậc nhất Hà Nam. Thôn Ninh Trung xưa có tên gọi là thôn Đùng, lấy theo tên gọi của chùa Đùng, ngôi chùa to và rộng tới hơn 100 gian. Đã có khoảng thời gian vua Trần Nghệ Tông chọn chùa Đùng làm nơi ở ẩn. Vua Tự Đức cũng chọn nơi này đến cầu tự. Theo thời gian, không được tu tạo, cây cối mọc hoang vây kín nên chùa Đùng dường như bị bỏ quên, xuống cấp nghiêm trọng. Tháng 12 năm 2015, Đại Đức Thích Minh Quang về tiếp nhận, tu tạo, xây dựng và đổi tên chùa thành Địa Tạng Phi Lai Tự. Theo lời kể của Đại Đức Thích Minh Quang, Phi Lai có thể hiểu là sẽ quay trở lại, cũng có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Địa Tạng Phi Lai có nghĩa là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn luôn đến nơi này, cũng có thể Đức Địa Tạng không bao giờ đến nơi này. Mà nơi nào Đức Địa Tạng không về thì nơi đó thành Phật rồi. Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự nằm trên một ngọn đồi thấp với không gian rộng và bằng phẳng. Cả quần thể ngôi chùa nằm gọn giữa rừng thông, tạo nên bầu không khí lúc nào cũng mát lành, yên tĩnh. Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự có thế tựa lưng vào núi với hai bên tả hữu Thanh Long Bạch Hổ và lưu giữ nhiều cổ vật thiêng liêng mang tính lịch sử. Đường vào chùa được trải đều bằng những viên sỏi trắng thay vì lát gạch đỏ như thông thường. Ngay trước khu tổ đường, du khách sẽ bắt gặp khổ hải là 12 vòng tròn được vẽ trên nền sỏi, tượng trưng cho 12 nhân duyên của con người. Sỏi trắng mang ý nghĩa của sự thiền định nên được sử dụng rất nhiều trong chùa. Tương tự như bố cục của những ngôi chùa truyền thống khác, chùa Địa Tạng Phi Lai Tự gồm có tòa tam bảo với tượng Đức Địa Tạng uy nghiêm. Bên phải là nhà thờ tổ để thờ các vị sư trụ trì theo các đời. Bên cạnh đó, chùa còn có tòa điện nhỏ thờ Phật Bà Quan Thế Âm, Đức Ông và Đức Thánh Hiền, khu nhà ở dành cho tăng ni Phật tử ở trong chùa, khu giảng đường nơi các tăng ni Phật tử nghe sư trụ trì giảng đạo hàng ngày và diễn ra các khóa tu. Kiến trúc chùa mang đậm nét Phật giáo, với nhiều tiểu tiết hoa văn màu nâu trầm tạo nên một vẻ đẹp trầm mặc cổ kính. Tất cả những chi tiết chạm khắc như hình hoa sen, hình rồng, hình thần chim Garuda, hình công phượng cùng các linh vật cổ vật khác đều tái hiện lịch sử từ thời Lý Trần. Với những du khách ghé thăm chùa, ấn tượng lớn nhất chính là khuôn viên của chùa. Dạo một vòng, du khách sẽ cảm giác như tâm hồn được tưới, xanh bởi trong chùa ngập tràn các khu vườn cây, thảo dược, thuốc chữa bệnh, tất cả đều được chăm sóc bởi các sư và người dân. Dưới chân núi, chùa có xây dựng một nhà trồng nấm khoảng 20m² để cung cấp lương thực sạch cho các bữa lẩu chay hoặc để làm ruốc chay. Còn với những ai thích đọc sách, nhất là những quyển sách nuôi dưỡng tâm hồn thì đây đúng là thiên đường, với số lượng sách đáng nể phủ kín các bức tường. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ngồi trong không gian yên tĩnh của chùa để thưởng thức trà hay ngắm nhìn những chậu phong lan sau nhà thờ tổ. Với lối kiến trúc cổ độc đáo, không khí trong lành, mát mẻ, mùi hương lúa chín thoang thoảng, tiếng chim hót, tiếng suối chảy, không gian yên bình lại thanh tịnh giúp con người ta trút bỏ mệt nhọc, lo âu hàng ngày. Khuôn viên được thiết kế, xây dựng theo lối đơn giản nhưng vẫn rất tinh tế, hài hòa giữa cổ điển và hiện đại. Du khách tới chùa có thể trải nghiệm nhiều hoạt động trong không gian yên tĩnh như thưởng thức trà, đọc sách hay tắm Phật. Không gian chùa hoàn toàn thanh tịnh, hầu như không có âm thanh gì ngoài tiếng lá cây xào xạc, tiếng chuông gió leng keng trong veo. Bước chân vào chùa, tâm hồn như được tách biệt ra khỏi những suy nghĩ bộn bề thường nhật, bỗng nhiên nhẹ bẫng, trong trẻo và bình an. Mỗi mùa, Địa Tạng Phi Lai Tự lại mang đến cho du khách những cảm nhận, trải nghiệm khác nhau. Mùa xuân với muôn sắc hoa, nhiều không gian mang hình ảnh của Tết cổ truyền, mùa hè với không khí mát mẻ, cây cối xanh mướt, mùa thu là mùa của các lễ hội lớn như Vu Lan, lễ vía Đức Địa Tạng Bồ Tát, Trung Thu, cuối cùng là mùa đông với các buổi trồng cây xanh quanh chùa. Chính vì khung cảnh đẹp yên bình và nhiều hoạt động, Địa Tạng Phi Lai Tự không chỉ có những người lớn đến thắp hương, cầu bình an, mà còn thu hút rất nhiều các bạn trẻ tới vãn cảnh, chụp ảnh hay tham dự các khóa tu. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem tin.